Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem ngay sau đây. Các bạn thân mến, từ trước đến nay, Trung Quốc vẫn luôn theo sát tình hình quân sự nước ta và luôn có những bài viết bình luận không mấy thiện chí. Cụ thể thì trên trang Sohu có một bài viết nói rằng Việt Nam quá xảo quyệt khi trang bị thiết bị bí mật lên tàu kiểm ngư. Trước hết, nói về thiết bị bí mật mà tờ báo Sohu của Trung Quốc có đề cập đến, thì đây chính là hệ thống chỉ thị mục tiêu mà Hải quân Việt Nam đã tự sáng tạo trong thời gian vừa qua. Con người Việt Nam ta có một đức tính tốt, đó là sự tìm tòi sáng tạo trong lao động và trong gian khổ. Hay các cụ có câu cái khó ló cái khôn, và trong trường hợp của lực lượng hải quân ở thời điểm hiện nay cũng như vậy. Trong hoàn cảnh chưa có máy bay tuần thám cảnh báo sớm để phát hiện và dẫn bắn mục tiêu từ xa trên biển, nhưng Việt Nam vẫn có thể bắn trúng đối phương ở tầm xa nhờ có một hệ thống cực kỳ thông minh và sáng tạo trang bị cho tàu mặt nước hiện nay trong tác chiến biển xa, đặc biệt là tấn công kẻ địch ở ngoài tầm phát hiện của radar tìm kiếm của tàu mặt nước. Hải quân phát triển thường sử dụng máy bay trinh sát cảnh báo sớm để tìm kiếm và phát hiện sớm mục tiêu đối phương, từ đó chỉ thị cho tàu chiến tấn công bằng hỏa lực một cách vô cùng hiệu quả, có thể phát huy hết tầm bắn của các loại vũ khí sát thương. Dù vậy, quân đội ta hiện nay lại chưa hề được trang bị loại máy bay chuyên dụng này. Sau đó thì kể từ năm 2012, Viện Kỹ thuật Hải quân đã xây dựng được hệ thống chỉ thị mục tiêu cơ động cho tên lửa đối hải từ tàu chiến của Hải quân ta, công kích tàu mặt nước kẻ thù một cách hiệu quả. Đây là một bước phát triển quan trọng giúp vươn xa tầm quan sát cũng như tầm bắn của lực lượng tác chiến ta trên mặt biển. Và để giải quyết được vấn đề trước mắt về việc quân đội Việt Nam chưa được trang bị máy bay trinh sát cảnh báo sớm hiện đại, hệ thống được lắp đặt trên các tàu cảnh giới trinh sát trên biển của lực lượng Hải quân Việt Nam có thể nhận nhiệm vụ chỉ thị mục tiêu tính toán tự động các tham số bắn cho tên lửa đối hải và truyền về cho chỉ huy sở. Theo đánh giá, hệ thống hoạt động đáng tin cậy, đáp ứng tốt các yêu cầu về kỹ thuật, chiến thuật đặt ra, góp phần nâng cao đáng kể tính năng và hiệu quả chiến đấu cho tàu tên lửa. Chức năng của nó khi được trang bị trên các tàu trinh sát của quân ta là trinh sát phát hiện sớm mục tiêu, tính toán tọa độ và tham số, nhanh chóng chuyển thông tin về cho chỉ huy sở, các lực lượng tên lửa bờ, tàu mặt nước, máy bay chiến đấu và chỉ thị mục tiêu cho quân ta tấn công bất ngờ đối phương khi tàu địch nằm ngoài tầm phát hiện của radar tìm kiếm, đảm bảo chính xác và phát huy tầm bắn tối đa của tên lửa chống hạm. Quân đội nhiều nước phát triển trên thế giới đều phát triển những hệ thống chỉ thị mục tiêu hiện đại. Ví dụ như quân đội Nga đã sản xuất và sử dụng trực thăng Kamov K-32 có chức năng chỉ thị mục tiêu, hay lắp đặt hệ thống chỉ thị mục tiêu trên máy bay cảnh báo sớm. Tuy nhiên, nhìn chung giá thành của những hệ thống này là vô cùng đắt đỏ, có thể lên tới hàng trăm triệu đô la Mỹ. Có thể thấy rằng, các nhà khoa học của Viện Kỹ thuật Hải quân đã nghiên cứu áp dụng công nghệ thông tin, công nghệ tự động hóa để thiết kế, xây dựng hệ thống chỉ thị mục tiêu từ bên ngoài trang bị, lắp đặt trên tàu cảnh giới trinh sát cơ động trên biển. Nó đã được lắp đặt thử nghiệm thành công và bàn giao cho các đơn vị phục vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Cùng với các hệ thống cảnh báo chỉ thị mục tiêu hiện có, việc đưa vào sử dụng hệ thống mới này sẽ góp phần nâng cao hơn nữa khả năng sẵn sàng chiến đấu cũng như tính hiệu quả trong tác chiến đối hải của Hải quân Nhân dân Việt Nam đối với các mục tiêu nằm xa ngoài tầm radar phát hiện trước đó. Các tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 Việt Nam cũng đã được trang bị máy bay trực thăng Kamov K-28, trực thăng ngoài nhiệm vụ săn ngầm chuyên dụng, còn có thể sử dụng là máy bay trinh sát phát hiện sớm mục tiêu để thông tin cho tàu chiến của ta hiệu quả. Dù vậy, với tầm hoạt động của trực thăng không thể có được khả năng thực hiện nhiệm vụ xa và lâu dài như trên máy bay cảnh báo sớm, cảnh cố định, nhưng việc kết hợp cả nhiều phương pháp trinh sát cảnh báo phát hiện sớm và chỉ thị mục tiêu trên biển sẽ giúp nâng cao hơn nữa tỷ lệ thành công trong phát bắn, cũng như tầm cao phủ rộng lớn trên biển. Khi mà lực lượng tàu chiến mặt nước trang bị tên lửa chống hạm của ta còn hạn chế, chưa thể hoạt động rộng khắp, thì sự có mặt của các tàu cảnh giới trinh sát là một điều vô cùng quý giá, hỗ trợ hơn nữa cho lực lượng ta tác chiến đạt hiệu quả cao. Phải nói rằng, bằng trí tuệ sáng tạo cũng như tinh thần nhiệt huyết với quân đội, hệ thống chỉ thị mục tiêu của Viện Kỹ thuật Hải quân là một loại phương tiện hỗ trợ vô cùng đắc lực cho quân đội ta, giải quyết hiệu quả những khó khăn trước mắt về việc thiếu thốn trang bị kỹ thuật, lại đảm bảo với giá thành sản xuất, tự chủ được thiết kế, cũng như giữ bí mật tuyệt đối với những thông số của khí tài. Hệ thống này không chỉ được lắp trên các tàu trinh sát của Hải quân, mà còn được chúng ta lắp linh hoạt trên nhiều tàu chức năng mà chúng ta tự đóng. Ví dụ cụ thể nhất là trên tàu KN-375, tàu kiểm ngư hiện đại nhất do Việt Nam tự đóng. Nói về việc này, báo Sohu của Trung Quốc có bài "Quá xảo quyệt tàu kiểm ngư Việt Nam giấu một dụng cụ bí ẩn, chấp pháp trên biển chỉ là giả", trong đó có viết vừa qua thì tàu tuần tra của Cục Kiểm ngư Việt Nam đã được kiểm tra, sửa chữa. Kết quả đã phát hiện hệ thống sonar chủ động và bị động được lắp đặt bên dưới tàu kiểm ngư Việt Nam. Tàu tuần tra KN-750 do Việt Nam tự đóng có lượng choán nước 750 tấn. Tàu tuần tra lớp KN-750 có tổng chiều dài 56m, rộng 8,2m,
tốc độ tối đa 18 hải lý trên giờ, khả năng tự duy trì trong 60 ngày, được trang bị vỏ rồng áp suất cao và các trạm vũ khí từ xa. Được biết, ít nhất 5 tàu tuần tra lúc này đã được đưa vào hoạt động. Nó là tàu tuần tra kiểm ngư, nhưng tàu kiểm ngư của Việt Nam này rất tối tân và uy lực, được trang bị vũ khí tự động từ xa do Israel sản xuất, được trang bị súng máy cỡ lớn 14,5mm và hệ thống quan sát ngắm bắn quang điện tử. Các loại vũ khí này có thể được điều khiển từ trong cabin hoặc trực tiếp bởi những người lính. Hệ thống ngắm bắn và trinh sát quang điện tử có thể hoạt động 24/24 giờ cả ngày lẫn đêm. Do đó, tàu kiểm ngư này thực chất là một tàu chiến cỡ nhỏ, với các hệ thống vũ khí được điều khiển từ xa qua hệ thống trinh sát ngắm bắn ngày đêm và các zona chủ động và thụ động. Tàu có thể hoạt động trong quân sự và dân sự hàng hải, một mặt thực hiện các công tác ngư nghiệp, mặt khác nó có thể bí mật tiến hành các hoạt động chống tàu ngầm, tìm kiếm tàu ngầm. Chúng ta không đánh giá bài viết của tờ Soho Trung Quốc, nhưng rõ ràng việc chúng ta chủ động được công nghệ nên có thể lắp cho bất cứ tàu dân sự hay tàu chức năng, cục kiểm ngư, cảnh sát biển, thì đó là một lợi thế về tính bí mật, bất ngờ trong việc phát hiện, chỉ định các tàu chiến, tàu ngầm của đối phương, cho các tàu tấn công của chúng ta nổ súng chính xác. Dẫu vậy, trong tương lai Việt Nam vẫn thật sự cần một loại máy bay cảnh báo sớm để chỉ thị mục tiêu trên biển, bởi việc trang bị cho tàu mặt nước có tốc độ di chuyển chậm hơn máy bay rất nhiều lần. Hơn nữa thì tầm quan sát bao quát cũng không thể bằng máy bay cảnh báo sớm chuyên dụng, khả năng bị đối phương tấn công cũng khó hơn khi dùng máy bay, bởi tàu trinh sát rất dễ bị tổn thương trước hỏa lực của kẻ thù nếu bị lộ nhiệm vụ. Hy vọng không xa nữa thì chúng ta sẽ có máy bay cảnh báo sớm thực thụ để kết hợp cùng với lực lượng cảnh báo trên biển, tạo thành thế trận liên hoàn rộng khắp, bao quát một khu vực rộng lớn trong toàn bộ hải để Tổ quốc không bị động bất ngờ từ phía biển, nâng cao hơn nữa sức mạnh chiến đấu của quân đội ta. Ngoài ra thì bài viết của Soho cũng chỉ ra chiến thuật cho Trung Quốc chống Việt Nam hiệu quả nhất, đó là phong tỏa cảng biển và đường biển. Một khi các hải cảng và đường vận chuyển hàng hải bị phong tỏa, các lực lượng hải quân, lục quân của Việt Nam không đánh cũng tự tan. Cách hiệu quả để làm việc này là sử dụng thủy lôi và tàu ngầm để phong tỏa. Kinh nghiệm thực tế của Hoa Kỳ trong việc ngăn chặn Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai là có hiệu quả khá tốt. Điều này có vẻ như những nhà quân sự của Soho đã chủ quan, chẳng nói đâu xa. Năm 1972, Mỹ huy động hơn 1.000 máy bay chiến thuật, gần 2/3 máy bay chiến lược, cùng hàng trăm tàu chiến phong tỏa cả đường không lẫn đường biển mà còn chưa khuất phục được Việt Nam, nói gì đến lực lượng tàu ngầm chỉ hơn 60 chiếc của Trung Quốc. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp.